Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hello Channel. Như bạn đang thấy thì trên tay mình đang là một chiếc hộp của sản phẩm, có thể nói là một phiên bản thu nhỏ của huyền thoại máy chơi game PS1 ngày xưa. Huyền thoại ấy này đã trở lại với cái tên là PlayStation Classic. Và sự trở lại này có lợi hại hay không thì cùng mình khám phá những thú vị bên trong sản phẩm nha. Về phần hộp của sản phẩm thì các bạn có thể thấy Sony cũng đã rất là chăm chút cho phần hộp này, nhìn rất là sang trọng và đẹp. Các mặt bên của hộp thì có một số thông tin của sản phẩm. Và mặt sau hộp chính là thư viện game, 20 game được tích hợp sẵn trong máy PlayStation Classic. Mình nghĩ đây là cái ưu điểm rất là đáng tiền cho chiếc máy này mà những chiếc máy chơi game retro khác sẽ không bao giờ có được. Ok, chúng ta cùng đọc hộp sản phẩm nha. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta, chiếc máy PlayStation Classic. Wow, nó nhỏ hơn mình nghĩ rất là nhiều. Với kích thước như thế này thì mình đoán chắc nó chỉ tầm bằng một nửa kích thước của PS1 ngày xưa mà thôi. Chiếc máy cũng hoàn thiện từ chất liệu nhựa màu xám rất là quen thuộc. Trên tay cũng rất là nhẹ nữa. Mình nghĩ đây là cũng là một cái điều dễ hiểu thôi, vì công nghệ ngày nay sẽ làm cho những cái linh kiện điện tử bên trong nhỏ gọn hơn. Và giờ đây chúng ta không cần dùng đĩa để chơi nữa, cho nên là nhà sản xuất có thể lược bỏ được cái phần đọc đĩa. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy những cái đặc điểm rất là quen thuộc như là logo của PlayStation, mang lại rất là nhiều hoài niệm cho các anh em game thủ chúng ta. Rồi, chúng ta còn có nút Power nè, nút Open, nút Reset, cũng rất là quen thuộc luôn. Rồi phía cạnh trước thì chúng ta có hai cổng USB để kết nối hai tay cầm ha. Mặt sau thì chúng ta có cổng kết nối HDMI để truyền ảnh lên TV, một cái chuẩn kết nối rất là hiện đại. Và cổng micro USB để cấp nguồn cho máy. Thì cái phần nguồn này nó đòi hỏi một cái công suất rất là nhỏ mà thôi, 5V 1A. Các bạn có thể sử dụng một cái củ sạc điện thoại thôi là được rồi. Hoặc thậm chí chúng ta có thể kết nối với pin sạc dự phòng, có thể chơi ở bất cứ nơi nào mà có TV là được, rất là tiện lợi. Ok, bây giờ chúng ta xem là trong hộp còn gì nữa không nha. Rồi phía dưới trong hộp chúng ta còn hai chiếc tay cầm mô phỏng lại y hệt chiếc tay cầm PS1 ngày xưa. Vẫn là cái màu xám đặc trưng ấy. Vẫn là bốn nút di chuyển, nút XO tam giác vuông, nút Select, Start và Left, Right. Bên cạnh đó thì chúng ta còn một cổng micro USB để cấp nguồn cho máy và một cổng HDMI hai đầu để kết nối số hình ảnh lên TV ha. Sau khi kết nối dây cái thứ thì chúng ta đến được phần giao diện của máy. Chúng ta chọn ngôn ngữ ha. Rồi, không biết thì ok. Rồi, đây chính là danh sách 20 tựa game được cài sẵn trong máy PlayStation Classic. Chúng ta có thể thấy những cái tựa game rất là nổi bật trên máy PS1 ngày xưa được làm lại, như là Metal Gear Solid nè, Grand Theft Auto 1, Final Fantasy. Sao nó nằm rồi? Chiếc máy PlayStation Classic có khả năng xuất hình ảnh lên TV với độ giải là 480 hoặc 720. Thì như mình đang chơi trên chiếc TV 4K, các bạn có thể thấy những cái hình ảnh nó cũng rất là ok ha.
Và quả thực thì chiếc máy huyền thoại PS1 này đã được tái hiện một cách rất là hoàn hảo bên dòng chiếc máy PlayStation Classic này, với 20 tựa game nổi bật trên hệ máy đó, thì các bạn có thể trải nghiệm tuổi thơ của mình một cách tuyệt vời và thú vị. Sản phẩm này đang có hàng tại Halo, được Sony phân phối chính hãng, bảo hành 12 tháng. Mình sẽ để link của sản phẩm ở bên dưới. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào.